Đây là Mark Zuckerberg, nhân vật được xem là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Đế chế Facebook trong tay của Mark được xem như một thế giới phiên bản ảo, nơi mà Mark Swan là một vị vua của toàn nhân loại trên đó. Mark Zuckerberg được xem như sở hữu quyền lực tối thượng trong thế giới này, với quyền sinh quyền sát trong tay, có khả năng chặn họng bất kỳ ai, hoặc đưa bất kỳ một ai trở nên nổi tiếng, bất kỳ sự kiện nào trở nên được nhiều người biết đến. Và quan trọng nhất là có thể theo dõi thông tin cá nhân của bất kỳ ai. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời tháng 4 năm 2021, trừ với Mark, thì vị CEO của Facebook đã phải đối mặt với một cú sốc lớn. Trên phiên bản iOS 14.5, Apple đã phát hành một tính năng được gọi là App Tracking Transparency, viết tắt là ATT, buộc các ứng dụng phải xin phép người dùng trước khi truy cập vào mã nhận dạng quảng cáo ngẫu nhiên trên iPhone. Và thế là giờ, Facebook không còn có thể dễ dàng tiếp cận và khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng như trước đây nữa. Nó sớm làm cho Facebook thất thoát hàng tỷ đô la trong một thời gian ngắn. Còn quyền lực khổng lồ mà Mark Zuckerberg từng nắm giữ bắt đầu đã bị đe dọa. Đó là thứ quyền lực mà Apple đã có ngay từ khi ra đời chiếc iPhone đầu tiên. Trở lại năm 1997, Steve Jobs đã quay về cứu con tàu đắm Apple một mạng khi nó đang trên bờ vực phá sản. Sau thất bại của chiếc điện thoại ROKR hợp tác với hãng Motorola vào mùa hè năm 2004, Steve Jobs đã nhận ra rằng Apple cần phải tự tạo ra một chiếc điện thoại của riêng mình. Và thế là chiếc iPhone đầu tiên được ra đời vào năm 2007. Mặc dù chiếc iPhone đầu tiên vẫn còn đầy những khiếm khuyết như không có 3G, không có quay phim được, thậm chí còn không có copy paste. Mặc dù vậy thì trải qua thời gian, chiếc iPhone này đã làm thay đổi hoàn toàn mô hình viễn thông truyền thống. Nó dần đánh bật hoàn toàn nhiều ông lớn như Nokia, Motorola và BlackBerry ra khỏi thị trường điện thoại, để trở thành chiếc điện thoại thông minh được ưa chuộng nhất, với cả hàng chục triệu chiếc được bán ra mỗi năm. iPhone đã trở thành thiết bị được hàng tỷ người trên khắp thế giới ưa chuộng và sử dụng. Thành công vượt bậc của chiếc iPhone này đã giúp Apple vươn lên và trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất và có giá trị nhất thế giới, với giá trị đã vượt 3.000 tỷ đô vào năm 2022. Doanh thu từ iPhone không chỉ góp phần vào lợi nhuận của Apple, mà nó còn là động lực thúc đẩy các sản phẩm khác như MacBook, Apple Watch và iPad phát triển mạnh mẽ nhờ vào hệ sinh thái đồng bộ. Giờ đây thì Apple cũng đã trở thành một tượng đài về điện thoại thông minh. Nó đang dẫn đầu xu hướng. Và quyền lực của Apple không chỉ nằm ở doanh thu khổng lồ hay số lượng thiết bị bán ra, mà còn ở việc kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu và thậm chí ảnh hưởng tới cách mà hàng tỷ người dùng tiếp cận, bảo mật và sử dụng dữ liệu cá nhân của họ. Cú vươn mình mạnh mẽ. Kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng điện thoại, đã có bao nhiêu dòng điện thoại bạn từng trải nghiệm? Samsung, Sony, Oppo, Xiaomi hay Huawei? Liệu bạn có còn nhớ những chiếc điện thoại với kiểu dáng đa dạng vào những năm trước kia không? Ở thời điểm đó, các thiết kế điện thoại không ngừng thay đổi và mang tới nhiều sự mới lạ. Thế nhưng mà dần dần, trong những năm gần đây, các hãng điện thoại đã thay đổi xu hướng này. Họ dần quay về với những kiểu dáng truyền thống. Mẫu sau gần như không thay đổi nhiều so với mẫu trước. Một vài khác biệt nhỏ nhoi như chiếc Samsung Fold hay Flip cũng không đủ để thay đổi cái sự nhàm chán đó. Thế nhưng vấn đề là nếu không theo cái sự nhàm chán này, thì một hậu quả xảy ra. Đó là các hãng điện thoại này có thể sẽ biến mất. Nghe hơi phi lý phải không? Thế nhưng để mình giải thích cho các bạn nhé. Cú trượt dài của Huawei bắt đầu từ sau lệnh cấm của Mỹ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khiến hãng này mất quyền tiếp cận với các linh kiện bán dẫn cùng với hệ điều hành Android. Và dù Huawei đã phát triển hệ điều hành riêng, thế nhưng sự thiếu hụt các ứng dụng phổ biến khiến cho sản phẩm của hãng này đã bị kém hấp dẫn. Và điều này thì không chỉ ảnh hưởng tới thị trường quốc tế, mà còn làm sụt giảm thị phần của Huawei tại Trung Quốc, khi người tiêu dùng bắt đầu dần chuyển sang Xiaomi, Oppo hay là Vivo. Và các hãng này thì liên tục ra mắt những sản phẩm mới với giá cả cạnh tranh, cũng như đầu tư vào công nghệ tiên tiến khiến đặc biệt thu hút được giới trẻ. Và trường hợp trên thì cũng có thể xảy ra với iPhone, khi Apple từng được xem là hãng công nghệ sáng tạo nhất thế giới. Họ luôn tạo ra một xu thế mới trên thị trường để đối thủ phải chạy theo sau. Thế nhưng giờ đây, Apple dường như cũng đang mất dần đi sự sáng tạo với những sản phẩm sau không có nhiều khác biệt so với sản phẩm trước. Mới đây nhất là chiếc điện thoại iPhone 16. Từ thiết kế cụm camera chéo lại chuyển về dọc như thời iPhone 11,
iPhone 12. Hệ thống AI, tính năng chụp ảnh cơ bản và nhiều công nghệ khác cũng đều na ná như các công nghệ mà các hãng khác áp dụng từ hơn 10 năm nay. Bên cạnh đó thì Apple quyết định là sẽ không có bất cứ một cải tiến nào về màn hình trên iPhone 16 so với những dòng điện thoại tiền nhiệm. Cho tới các thông số kỹ thuật quan trọng cũng chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng vấn đề là nếu như không làm theo cái sự nhàm chán này thì các hãng điện thoại có thể sẽ biến mất. Sự thực là dù thiết kế có phần trở nên đồng nhất và ít có đột phá hơn, nhưng người tiêu dùng hiện nay thì lại yêu cầu sự ổn định và tính tiện dụng trên các thiết bị hàng ngày. Thế giới công nghệ vận hành theo nguyên tắc thích nghi hay là chết. Và ngay cả Apple, một hãng nổi tiếng về sáng tạo, cũng hiểu rằng họ không thể thay đổi quá nhanh, quá nhiều, mà phải giữ lại những yếu tố mà người dùng đã quen thuộc. Thay vào đó, sự đồng bộ giữa các thiết bị và hệ sinh thái sẽ giúp giữ chân người dùng. Và đó chính là lý do vì sao, ngay cả khi bị phàn nàn về việc thiếu sáng tạo, Apple vẫn tiếp tục đạt doanh thu kỷ lục từ iPhone mỗi năm. Và một số hãng đi ngược dòng, tìm cách đột phá hoàn toàn, phá cách rất nhiều, lại thường phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Lấy ví dụ điển hình như hãng LG, hãng này đã từng thử nghiệm nhiều dòng điện thoại có thiết kế độc đáo như là con Z Flip, màn hình cong, hay LG Wing với màn hình xoay. Thế nhưng cuối cùng thì đều phải rút lui khỏi thị trường smartphone vì không thể đáp ứng được nhu cầu thực tế. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dòng iPhone đầu tiên mà Apple cho ra mắt đã thực sự trở thành một cơn lốc đột phá, càn quét giới công nghệ, dù nó bị chê tơi tả ngay từ những ngày đầu xuất hiện vì nó quá khác biệt so với những thiết bị điện thoại lúc bấy giờ. Khi đó thì không ai tin vào một chiếc điện thoại không có bàn phím, khi mà cả thế giới khi này đều đang sử dụng những chiếc điện thoại có bàn phím của BlackBerry, Motorola, Palmtrail hay Nokia. Việc Apple đặt chân vào thị trường di động năm 2007 bị xem là hành động rất mạo hiểm, khi vào thời điểm đó, thị trường này đang được thống trị bởi những tượng đài tưởng chừng như không thể bị lật đổ như Nokia, Motorola hay BlackBerry, trong khi Apple xuất thân chỉ là một hãng máy tính vẫn còn đang chật vật cạnh tranh với Microsoft trên thị trường máy tính cá nhân. Ed Zender, CEO của Motorola ở thời điểm đó, khi được hỏi về việc có kế hoạch gì để đối phó với những iPhone, đã trả lời rằng: "Bạn phải hỏi rằng họ làm thế nào để đối phó với chúng tôi mới đúng chứ." Olli Pekka Kalasvuo, CEO của Nokia thì nói rằng: "Tôi không nghĩ có thứ gì đó từ Apple có thể khiến chúng tôi phải thay đổi chiến lược sản phẩm, thay đổi phần mềm hay là thay đổi phương thức kinh doanh cả." Tiếp tục là Ed Corrigan, CEO của Palm khi đó, cũng cho rằng: "Chúng tôi đã học hỏi và vật lộn trong nhiều năm để biết cách tạo ra một chiếc điện thoại giao hồn. Còn những người chỉ biết làm máy tính thì không thể đâu." Thậm chí là năm 2010, nhiều người còn được dịp cười ra nước mắt khi vào thời điểm ra mắt con Windows Phone 7, hãng Microsoft thậm chí còn tổ chức cả một lễ tang dành cho iPhone. Thế nhưng rồi thì Microsoft cuối cùng cũng phải choàng tỉnh và tiễn đưa chính con Windows Phone về bên kia thế giới và khuyên người dùng hãy về lại với iOS và Android. Những chê bài, cười cợt, chế giễu khi ấy đã nuôi dưỡng iPhone ngày một lớn, giúp họ tiếp tục kích thích sự sáng tạo và đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Apple. Và khi iPhone nhanh chóng gây bão trên thị trường di động, các tờ báo, cả giới công nghệ đánh giá iPhone là sản phẩm mang tính đột phá nhất trên thị trường điện thoại di động. Và chính việc Apple ra mắt iPhone cùng với nền tảng iOS đã buộc Google phải đẩy mạnh phát triển nền tảng Android làm đối trọng. Để rồi giờ đây, người dùng có cơ hội sở hữu những chiếc smartphone giá rẻ với mức giá chỉ bằng những chiếc điện thoại cơ bản ngày xưa, giúp smartphone phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của rất nhiều người. Còn những gã đã chê cười Apple hay iPhone ngày xưa như Palm, Motorola, Nokia hay BlackBerry thì giờ đây chỉ còn là những miền ký ức đẹp về tuổi trẻ của một ai đó, hoặc là được hồi sinh với một cách đầy miễn cưỡng. Còn iPhone thì liên tục là nhân tố chủ chốt đem về lợi nhuận khổng lồ cho Apple. Những kỷ lục đã liên tục bị phá vỡ: 1.000 tỷ đô, 2.000 tỷ đô, rồi là 3.000 tỷ đô. Và cái đà tăng này thì dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại qua mỗi năm mà Apple cho ra mắt những đời iPhone mới. Mời các sắc đầu tư với giá 2 tỷ cho 2% cổ phần. 2%? 2% thôi á. Runners.vn có gì mà gọi đầu tư 2 tỷ cho 2% cổ phần? Sản phẩm cá nhân hóa trên website runners.vn như áo thun, bình nước, ốp lưng điện thoại. Sản phẩm chất lượng cao nhưng giá chỉ 1x. Khách hàng nhận hàng không hài lòng, Runners cam kết hoàn tiền.
và đó là cách mà Runners khẳng định chất lượng và giữ được lòng tin từ khách hàng. Cá nhân hóa thời trang của riêng bạn trên runners.vn ngay bây giờ. Tiền bạc và quyền lực. Đi kèm với núi tiền khổng lồ và quyền lực vô biên, một chiếc iPhone được tạo ra bởi rất nhiều những thành phần nhỏ như CPU, màn hình, camera, pin, các ứng dụng và vật liệu tạo ra chiếc điện thoại đó. Mỗi phần đó, nó lại cho thấy quyền lực của Apple lớn tới mức nào. Họ có thể mang đến hoặc lấy đi hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la, bao gồm với cả những cái tên vốn đại diện cho Android như Qualcomm hay Samsung chẳng hạn. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, sau hơn 2 năm kiện tụng, Apple và Qualcomm đã bất ngờ đình chiến và ký hợp đồng hợp tác với Apple. Ngay sau đó thì cổ phiếu của Qualcomm đã tăng vọt 23% lên mức 70,45 đô, mức tăng lớn nhất trong vòng 19 năm qua cộng lại. Tương tự là Samsung, đối thủ chính của Apple trong phân khúc điện thoại cao cấp, nhưng nó lại giúp Samsung đem về lợi nhuận lớn nhờ việc cung cấp tấm nền cho iPhone. Trong khi đó thì một công ty lớn như GT Advan đã phải phá sản chỉ vì Apple quyết định không sử dụng tấm màng Sapphire cho iPhone 6 hồi năm 2014, hay là Invensys đã phải tự bán mình vào năm 2017 với giá chỉ bằng một nửa so với 3 năm trước đó, chỉ vì Apple tự thiết kế chip chuyển động cho iPhone X. Ngược lại thì khi có tin Apple có thể chuyển sang dùng màn hình LCD của Japan Display cho iPhone XR thì cổ phiếu của hãng này lập tức tăng 12%. Tất cả đã cho thấy quyền lực khủng khiếp của nhà táo khuyết. Tại Việt Nam, iPhone luôn cháy hàng, nhưng các dòng sản phẩm như Mac thì lại không nhiều. Và thế là Apple yêu cầu các đại lý, nếu muốn có những chiếc iPhone mới nhất thì họ phải gánh luôn cả Mac, cả iPad hay cả AirPods. Quyền lực về phần cứng thì đã nhiều, mà quyền lực với phần mềm thì cũng chẳng kém. Tháng 7 năm 2008, App Store ra mắt. Và chỉ trong vòng có một năm, số lượng tải app cho iPhone đã lên tới 100 triệu lượt. Ứng dụng di động giờ trở thành cái mỏ vàng có giá hàng tỷ đô la, biến các nhà phát triển ứng dụng trở thành những thế lực cực lớn. App Store hay CH Play giờ đây đều trở thành trung tâm của cuộc sống số. Và các nhà cung cấp viễn thông phải cố mà nâng cấp hạ tầng để mà chạy theo nhu cầu dữ liệu của người dùng. iPhone thì đã thay đổi quyền lực của các nhà mạng và cũng thay đổi luôn quyền lực của nhiều hãng điện thoại lớn nhất thế giới khi đó. Quyền sinh quyền sát của Apple với App Store đã làm khốn khổ nhiều công ty như Meta, Spotify hay Snap. Apple áp dụng mức phí hoa hồng là 30% trên các giao dịch trong ứng dụng, tạo nên một áp lực tài chính khủng khiếp cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào hệ sinh thái iOS. Meta và Spotify thì đã chỉ trích cực kỳ nhiều về chính sách này vì đã làm giảm đi lợi nhuận của họ rất nhiều. Sau nhiều năm, thế giới ngày nay đã thay đổi rất nhiều kể từ khi mà iPhone ra mắt. Thế nhưng, bất chấp mọi biến cố, iPhone vẫn luôn là chiếc điện thoại được yêu thích nhất. Một khi bạn lỡ yêu thích iPhone, yêu thích hệ điều hành iOS và bị trói chặt trong hệ sinh thái của Apple, không dễ để bạn chuyển sang một hệ điều hành khác. Và thế là bạn sẽ phải chấp nhận những gì mà Apple cung cấp cho một chiếc iPhone mới, dù muốn hay không. Chẳng hạn như họ có thể lấy đi tai nghe và củ sạc của bạn với lý do bảo vệ môi trường. Muốn sở hữu nó ư? Hãy suy tiền ra. Và đó cũng là thứ quyền lực của Apple với chính người dùng của họ. Người ta yêu thích iPhone vì rất nhiều lý do, như thiết kế đẹp, hệ điều hành thì rất mượt, dễ sử dụng, và đặc biệt là bởi tính bảo mật cao. Một ví dụ điển hình là hồi năm 2016, Tòa án Liên bang Mỹ khi yêu cầu công ty này giúp FBI phá khóa điện thoại iPhone được dùng bởi một kẻ tham gia vụ nổ súng ở San Bernardino, California. Vào tháng 12 năm 2015, khi đã sát hại 14 người và làm bị thương 22 người khác. Thế nhưng, trước yêu cầu từ FBI và tòa án, Apple đã từ chối yêu cầu này, và thậm chí nó không chỉ một lần. Thực tế thì từ thời Steve Jobs còn sống, ông đã luôn đặc biệt đề cao quyền riêng tư cho người dùng của Apple, và Steve Jobs đã luôn cố gắng làm điều này. Sau này tới lượt Tim Cook thì cũng vậy, nhưng Tim Cook thì có linh hoạt hơn một chút. Tim Cook từng chỉ trích những mạng xã hội như Facebook hay Twitter khi luôn cố gắng khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng và nói được, làm được. Tháng 4 năm 2021, Apple thực hiện thay đổi quyền riêng tư trên hệ điều hành iOS. Mỗi khi mở ứng dụng, người dùng sẽ nhìn thấy một cửa sổ hiện lên và xin ý kiến là có cho phép ứng dụng theo dõi người dùng cho mục đích quảng cáo hay không. Và họ dễ dàng từ chối bằng cách nhấn vào nút Ask App Not to Track.
Trước đây, thông qua việc theo dõi mã định danh nhận quảng cáo ngẫu nhiên trên các ứng dụng trong iOS, thì Facebook, Google hoặc các website khác, các nhà quảng cáo đều có thể biết được thói quen mua sắm, cũng như sở thích và thông tin cá nhân của người dùng, để từ đó có thể đưa ra các chiến dịch quảng cáo phù hợp, cũng như đo lường được mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo này. Thế nhưng giờ đây, với ATT, sẽ chẳng còn mùa xuân đó nữa. Rất nhanh sau đó, ATT khiến cho Facebook và nhiều công ty khác đã sụt giảm hàng tỷ đô la. Hãng đo lường quảng cáo Axflyer vào tháng 10 năm 2021 đã cho biết có 86% thiết bị iOS đang chạy là có sở hữu tính năng ATT và chỉ có 38% số người dùng đồng ý cho theo dõi và 62% đã nhấn vào nút từ chối. Điều này không chỉ làm giảm khả năng theo dõi quảng cáo của các công ty mà còn gia tăng niềm tin của người dùng và Apple nhờ vào các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mà ATT mang lại. Tuy tính năng ATT là một thắng lợi với người dùng, thực chất thì nó cũng làm lợi cho sản phẩm Apple Search Ads của Apple. Thị phần quảng cáo tìm kiếm Apple đã ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ và họ dần trở thành những người chơi số 1, vượt qua cả Facebook trên iOS. Thay đổi của Apple thực ra chỉ là bước đầu tiên hướng tới một kỷ nguyên quảng cáo di động riêng tư hơn và ít phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng cá nhân, mà thay vào đó sử dụng thống kê nâng cao để đo lường thành công của các chiến dịch tiếp thị. Có một Trung Quốc áp chế được quyền lực của Apple. Apple có thể làm cho FBI bó tay, có thể khiến cho ông Hoàng Mark Zuckerberg hậm hực. Thế nhưng, có lẽ họ sẽ phải sợ Trung Quốc. Hồi năm 2017, Trung Quốc đã từng ban hành luật an ninh mạng yêu cầu các công ty nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu người dùng của Trung Quốc ngay trong nước. Và để đáp ứng yêu cầu này, Apple đã thiết lập một trung tâm dữ liệu tại tỉnh Quý Châu. Trung tâm này không chỉ được quản lý bởi các nhân viên của chính phủ Trung Quốc, mà họ còn nắm giữ chìa khóa để truy cập dữ liệu. Và để tồn tại cũng như phát triển tại Trung Quốc, Apple không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm ngùi trở thành một công cụ kiểm duyệt cho chính phủ. Apple có nhiều lý do chính đáng để lo lắng về Trung Quốc. Đầu tiên, phần lớn các sản phẩm của Apple đều được lắp ráp tại đây. Chỉ một sự cố nhỏ trong chuỗi sản xuất thôi cũng có thể gây thiệt hại lớn cho công ty này. Thứ hai là thị trường Trung Quốc nó quá quan trọng đi. Nó đóng góp tới 1/5 doanh thu của Apple. Sự bất ổn tại Trung Quốc có thể khiến Apple phải đối mặt với những thiệt hại khổng lồ. Ví dụ như chỉ trong vòng 2 ngày, lệnh cấm sử dụng iPhone tại một số cơ quan nhà nước đã làm bay mất 200 tỷ đô giá trị của Apple. Các quy định mới cũng có thể sẽ khiến những ứng dụng phổ biến như Facebook, Instagram, X hay WhatsApp biến mất khỏi App Store Trung Quốc. Nó tiếp tục sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh thu của Apple từ App Store. Trong đầu năm 2024, thị phần của Apple tại Trung Quốc đã giảm từ 16% xuống còn 14%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước đó. Apple không còn nằm trong top 5 nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc. Đồng thời thì Apple cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi hay Huawei. Huawei dù bị cấm vận công nghệ chip từ Mỹ, nhưng họ thì vẫn đang kiên cường phục hồi ấn tượng với sự ra mắt của điện thoại Mate 60 Pro vào năm 2023, sử dụng con chip 5 nanomet từ nhà sản xuất chip nội địa SMIC. Các sản phẩm mới của Huawei và các thương hiệu khác như Vivo, Xiaomi không chỉ tích hợp trí tuệ nhân tạo một cách rất sáng tạo mà còn có mức giá cạnh tranh hơn iPhone rất nhiều. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện xảy ra trong lĩnh vực công nghệ hay là cuộc đua chạy tìm kiếm lợi nhuận của các doanh nghiệp, mà nó còn cho thấy sự thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu đang được đại diện bởi Trung Quốc và Mỹ. Cuộc chiến này có lẽ sẽ quyết định tới tương lai kinh tế của thế giới. Trên một phương diện khác, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã triển khai chiến lược trả đũa đòn cấm vận của Mỹ, âm thầm nhưng rất hiệu quả. Họ biết cách cài vào hành động mua sắm điện thoại của người dân, một lựa chọn mang tính chính trị. Các cơ quan chính phủ của Trung Quốc đã yêu cầu nhân viên không được sử dụng iPhone tại nơi làm việc. Và những cuộc tranh luận trực tuyến về việc iPhone có phải là sự thiếu tôn trọng dành cho các công ty công nghệ Trung Quốc không càng thêm phức tạp nữa. Apple không chỉ lo lắng về Trung Quốc, mà giờ đây họ còn phải đối mặt với áp lực từ Liên minh châu Âu nữa. Đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU nhằm nâng cao tính cạnh tranh và quyền lựa chọn của người dùng có thể sẽ làm giảm quyền lực của Apple trong tương lai. Điển hình là việc iPhone gần đây đã chuyển sang sử dụng cổng Type-C thay vì cổng Lightning độc quyền.
và có thể sẽ còn nhiều thay đổi khác như iMac và App Store. Steve Jobs đã xây dựng quyền lực của Apple với sự ra mắt của iPhone, còn Tim Cook hiện đang nắm giữ quyền lực đó. Thách thức của ông là làm sao sử dụng quyền lực sẵn có một cách linh hoạt và hiệu quả trong bối cảnh ngày càng phức tạp này mà thôi.